mà bây giờ nó có chỗ lạ lùng như vậy. Còn nhiều cái chỗ nước mênh mông mà bây giờ khô cạn luôn. Hồi đó tới giờ mới có thấy đó. Bởi vì trong cái chỗ này là bực bì trên để báo tin cho môn nhân đệ tử của Phật để biết. Hết thình rồi lập nhân hoàng hồi ra. Bởi vì trong cái chỗ này, cái câu kinh đó không đó mà nghe được rồi gán mà quay đầu đó. Theo đúng là ngồi không mà niệm Phật đó. Bởi vì thình này đã tới rồi nè. Nhưng mà đố ai biết đặng ngày mai, bởi vì chưa thấy nói thời không tin, tới chừng thấy rồi ăn năn chẳng kịp. Thở ra thấy rồi mới niệm Phật, Phật nào cứu kịp làm người ác gian. Bởi vì tất cả phải nghe được mà gắng lo tu hiền. Lập nhân hoàng hậu ra lúc đó của người sơ sát hết. Còn gì hết? Tôi còn kịp không gì không hay? Cái chỗ đó coi như là mình lo mình sợ mà niệm Phật thôi. Sao kịp không thì không biết. Bởi vì cái chuyện gì ông cũng cho biết trước rồi, chứ không phải nói chuyện. Coi như rủ, coi như mà hè với nhau mà đi đó, khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Bởi vì trong cái chuyện này đó, khắp lê thứ biến di thương hại, dùng phép màu lập lợi thiện quan. Cái chuyện thiên cơ ông đã khai kinh ông nói hết trơn rồi, chuyện thiên cơ cùng tỏ hết trơn cho môn nhân đệ tử đều thấu hiểu rõ mà lo tu hiền niệm Phật. Thấy nói chuyện gì cho tùng theo đi nghe mới còn đó, chứ không mà nghe rồi đó, ngày sau này đừng có trách than những tội lỗi của mình tạo lấy đó nghe. Đó là lời nói rõ ràng. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay gặp được ông Hai, nhân viên gặp được ông Hai để hỏi đạo đức. Thưa ông Hai, thì lúc nào là nước rồi khô hạn ở dưới Cà Mau nứt đất hết trơn, rồi thêm là lại còn bồi nữa ở Dầm Nao nữa không hay, nó nhiều cái điểm quá không hay ơi. Nó có tràn lên mà cái hạn hán núi bây giờ còn khô đó. Tôi đi thông qua với môn nhân đệ tử và của Phật để cho biết đây là cái chuyện báo tin chứ không phải là cái chuyện thường. Bởi vì trong cái chỗ năm thình này nhiều chỗ bơ cảnh dơ, khó của chúng sanh đã đến. Năm nay đó coi như không thấy gì. Mà cái chỗ này là cái chỗ bực bì trên để báo tin cho môn nhân đệ tử của nhà Phật đặng biết mà lo tu hiền, lo niệm Phật. Cũng như cách đây 23 năm, Phật còn thầy có nhắc lại khai câu kinh để nhắc lại cho môn nhân đệ tử. Mang thủy ếch hồi năm đinh sủ. Tính năm nay, đến năm nay tái lại một lần khổ ách này đặng thức, đánh thức tỉnh trần rằng thiên định tuồng đời sắp hà. Cái năm mà đinh sủ đó, cái thủy ếch hồi năm đinh sủ ngay chân cái năm 2000 luôn. Không biết bao nhiêu môn nhân đệ tử của Phật mà để nói rằng không lẽ gì là đời tới sao? Mà sự thật rằng để báo tin thôi. 2004 rồi. Bởi vì trong cái cuộc biến chuyển thiên cơ rất gấp, mong chúng sanh hãy gắng tu hành, cầu linh hồn cho được giảng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước, nhớ hãy tưởng Phật đừng làm bạo ngược. Ta thần hồn dạo khắp thế gian, chứ không có phải mà để đánh lừa của bực bì trên được. Cái việc gì cũng vậy, cái cảnh khó mình đã ngó thấy, trong câu kinh để lại cái việc câu qua rồi, đã thấy rõ ràng rồi, mà từ đây sắp đến. Lời nói đây Phật nói chuyện thiên cơ ai dám nói thừa, mà trong bá tánh chẳng ưa tu hành. Từ đây sắp đến là cái khổ coi như đã khổ đến nữa. Chứ không khi nào dừng lại được. Bởi vì trong việc gì cũng vậy, việc gì cũng bực bì trên khai kinh ra để báo tin trước cho môn nhân đệ tử. Mà nghe theo trong chư đó mà thức tỉnh lo tu hiền, lo niệm Phật, lo cúng lại mới thoát khỏi trong cái trận sau khi này. Bởi vì văn dĩ bực bì trên nói chuyện, hạ nguyên nay đã hết đời phong ba biến chuyển. Chữ phong là nước, chữ phong là gió, chữ ba là nước, phong ba biến chuyển đổi dời dạ căn. Mà bây giờ nhìn thấy nó đã có trong cái chỗ đó rồi, mà bây giờ giông bão không có, mà hạn hán ở trên núi coi như là
hồ mà còn khô đó. Dạ, Chứ không có nói nghe chuyện nói cá là chết dữ lắm cá phải là chết trong cái hồ, chết không biết bao nhiêu, mà cá đó để nuôi cho môn nhân đệ tử của Phật tới mà để xem qua. thả xuống đó đó ha. Ừ, thả xuống đó đó mà cho ăn đầy đủ dữ lắm mà. Mà bây giờ ý trời đã định. Ở trên núi là như vậy là những cái điểm gì mà ngộ ha ông hai, năm nay sao mà thấy ngộ quá. Cái chuyện này là cái chuyện bực bề trên đã định. Mà ông khai kinh ra ông cho để biết trước rồi. 3 năm không chợ nhóm chiều, hạn hán tới 3 năm không chợ nhóm chiều. Nhà không người ở mà niệm nhiều nam mô. Chứ không phải nói chuyện thường. Tới chừng mình thấy rồi mình mới thức tỉnh. Coi như đã muộn. Nhưng mà cái chữ nam mô bực bề trên cũng còn nhận còn xài. Bởi ngày giờ này đó, mình ngồi đây chứ còn đã chuyển lưng không biết bao nhiêu nhiều tiền kiếp vậy lắm mới trở lại đây. Thành ra gì trong cái chỗ đó cái tiếng niệm Phật nó còn, chứ đừng có để đến chừng sấm nổ gian thinh e bá tánh ăn năn đã muộn đó nghe. Bởi vì cái cuộc thời cơ này đã đến rồi. Đây là lớp bệnh hoạn, dù lớp này lớp nọ ở trong đất nước không khi nào yên được, từ đây sắp đến. Có câu nói từ đây sắp đến thảm thê, con lìa cha mẹ mà vợ kia xa chồng. Đến chừng tới việc ngóng trông sao trách rằng trời Phật sao không lòng từ bi. Từ đây sắp đến thảm thê, chứ không phải nói chuyện đâu. Tại thấy gì đó, chứ có chỗ bệnh hoạn chết chóc ngày hôm nay đâu. Sự thật ra mới vén màn thôi mà bây giờ không bút mực đào tả. Đương mằng vậy đó, mà muốn chết là quẹo ngang chết. Dạ, ghê lắm này. Nó rõ ràng luôn. Đương mần mà quẹo ngang chết đó. Bởi vì không có chỗ hội công đồng. Đã hội là hợp lại hết rồi. Xem xét hẳn hoài. Mới sai chư tướng xuống răng trần thế đau nhiều chứng. Từ đây sắp đến đau nhiều chứng dị kỳ khó kể. Sắp từ nay lao khổ đến cùng. Kẻ dương gian khó nội thung dung mà người tu niệm sống đời thường cổ. Vậy là tôi khuyên tất cả môn nhân đệ tử của nhà Phật, nếu có tâm mà nghĩ tới bực bề trên thầy tổ của mình, phải quay đầu trở lại, lo cúng lại và lo niệm Phật mới có thoát khỏi được cái cảnh này. Để nhắc nhở lại bước đường đi tới nè. Mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng gồng gắn máu đào chỉnh ghê. Thấy cái cảnh chết đó nữa, chết nữa đó. Con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao. Khỉ kia cũng bị sáo sào, canh khuya rà rẫy máu đào mới ngưng. Thì cái chỗ dầu Phật ra đời thế giới mới bình yên đó. Từ đây sắp đến coi như là 5-6 năm nữa. Tất cả phải gán mà lo. Chứ đừng có để rồi ăn năn không có kịp. Nó thấy cảnh khó rồi là ăn năn chẳng kịp đó nghe. Nói cho nó gành rẽ gì thôi. Bây giờ đó, cái cảnh khó mình đã ngó thấy rõ ràng rồi. Kinh kệ của bậc bề trên cũng đã nêu lên cho mình biết rõ ràng. Vậy là gán tùng theo mà tầm cái ý nghĩa mà để hành. Chứ không phải mà để nghe rồi cái bỏ trôi, nghe rồi bỏ trôi. Bây giờ chưa thấy nói thời không tin, tới chừng ngó thấy rồi ai cứu kịp lòng người ác gian. Đó là lời nói rõ ràng. Phật từ bi độ tử độ sanh là độ kẻ hiền lương nhân ái. Xá dưới phướng là trò kỳ quái, đừng có làm chai đàn che miệng thế gian, không có đặng được nha. Bị gì bực bì trên ti lằn hữu ảnh vô hình, chớ dân lòng tưởng sân tình đảo lai. Ở trên ta dạo hết trơn cờ, người ta nhìn thấy người ta biết hết. Thiên địa ti rộng mênh mông mà mãi lông khó lọt. Đó là nhắc nhở cho môn nhân đệ tử đã biết được kinh Phật mà lại làm sai. Cái chuyện gì phải đi thẳng vào cái tâm người. Làm người phải chân chánh thật thà. Phải giúp ích từ câu nói. Hay là từ cái bước đường để làm ăn. Chứ không phải nói chuyện mà nói ở mày môi không mà trung tâm không có chút gì hết là không được. Bởi vì Phật từ bi độ tử độ sanh là độ kẻ hiền lương nhân ái. Này nhắc nhở cho nó rành lại. Chứ không phải mà mình
lấy cái chỗ mày môi chót lưỡi của mình mà để lường gạt chúng sanh. Đó là tội nặng lắm. Cái chữ tu này dễ nhất là tu phải biết cái công ơn của tổ tiên ông bà cha mẹ. Bởi vì ông nói rằng thiên kinh vạn quyển hiếu nghĩa di tiên. Muôn vạn quyển kinh đều lấy chỗ hiếu nghĩa làm đầu. Bởi vì con người có hình hài thể xác ngày hôm nay đây cũng nhờ công lao của cha mẹ và ông bà mình mới có được ngày hôm nay. Mà hãnh diện nhất là trong cái cuộc đời, hãnh diện nhất là mình nghe được câu kinh của Phật để lo quay đầu hướng thiện, lo tu hiền, rằng mới thoát khỏi trong cái quẻ ta bà này. Chứ không có tu rồi là không được. Chữ tu đó thì chuyện gì phải cho nó sạch sẽ, chân chất thật thà. Bây giờ còn ham gì nữa? Là giáo chủ của tôi hồi ông khai kinh, ông có để trong câu kinh rõ ràng. Ông nói lúc xưa ta cũng như ai, giàu cát ra đài tột bực, giàu sang mà nghĩ si danh lợi chẳng mà. Bèn lên ẩn vật lâm sang tu trì, nhờ trời may mắn một khi thẫn thơ lại gặp đức thầy Bủ Sơn. Điên liền bày tỏ nguồn cơn, động lòng bác ái mà ra ơn dạy tiền. Thấy điên tâm tánh quá hiền, nội trong sáu khắc biết liền thiên cơ. Cái người hiền bây giờ đó nghe được trong câu kinh của Phật mà tâm bình tánh tịnh rồi, thấu hiểu được cái ý nghĩa trong câu kinh liền. Đó là gọi là tâm bình tánh tịnh được thì phát huệ. Ta thương chúng mới dứt ra giảng kệ nghe khuyên tăng đồ cùng các tín đồ, nghe cạn lời chớ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Cái hãnh diện nhất là dạy trần thế ngày hôm nay cái đời đã hết đời. Dạy trần thế ngày hôm nay lấy câu chung đẳng, chẳng nói cao gì sắp rốt đời, mà cảnh khó của chúng sanh đã ngó thấy rõ ràng rồi. Cuộc biến chuyển thiên cơ rất gấp, mong chúng sanh hãy gắng tu hành, cầu linh hồn cho được vãng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước. Hãy tưởng Phật đừng làm bão ngược, ta phần hồn dạo khắp thế gian. Bởi vì cái cảnh khó ngày hôm nay đó, chuyện gì cũng dĩ bực bì trên, vì lòng từ ái chứa chan cho môn nhân đệ tử đều biết trước hết. Sau khi này cái khó nó mới có tới ngay trong chỗ đó. Cũng như thể sơn băng thể kiệt trong câu kinh có nói. Nhưng mà sự thật rằng là cái chỗ bình đẳng tự nhiên, tại sao nước ở đâu mà lại dâng lên ngập nhà ngập cửa hết trơn. Còn trên núi đó cái hồ bự tổ cha luôn mà như không lại khô nước. Bởi vì, lúc nào cũng có nước cho lúc nào cũng phải có nước hết. Mà tại sao ngày giờ này như không vậy mà nó như vậy? Đó là vì lầm từ ái chứa chan thương xót môn nhân đệ tử, nhìn ngó thấy trong chỗ đó mà để thức tỉnh quay đầu. Nếu tu không kịp rồi đó thì gán chịu. Chứ mấy cái sông ở dưới Cà Mau, ta lên đài cũng khôn nữa không hay, dưới sông Cà Mau á nhiều chỗ lắm. Nghe lại là nhiều chỗ dữ lắm cho ông bay. Đúng như là Đức Thầy không hay, Thầy nói là 10 phần hết 7 còn 3 đó ông hay. Thì 10 phần hết 7 còn 3, sau khi này cái cuộc ảm đạm của chúng sanh và môn nhân đệ tử nó táo bạo lắm. Con người không có tu rồi không khi nào thoát khỏi được đâu. Đó là lời nói thẳng. Hết 2 còn 1. Phật từ bi độ tử độ sanh, chứ không có độ cái người hung ác. Ngày sau khi này tới chừng cái lập hội Lâm Hoa rồi mới biết rằng 10 phần hết 7 còn 3. Hết 2 mà chỉ còn có 1 thôi mới ra Thái Bình. Cái 2 phần kia đó thì nằm bên Thánh Tiên và Đắc Quả Phật, chỉ có 1 phần thôi chứ không có nhiều. Mà ối thôi nữa nghe, không biết nữa đâu, ông tha thứ, ông tha thứ cái làm sao đó. Mới được 10 người đó, 100 người mới đặng được 10 người, ối thôi 10 người. Chứ còn không ấy rồi đó thì không khi nào kịp được đâu. Bởi vì cái thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa khắp tràn lan. Có câu nói đố ai biết đặng ngày mai, bữa nay yên tịnh mà ngày mai thảm sầu. Phải nhớ rằng từ dài gặp cảnh buồn rầu,
cho người tàn bạo cứng đầu kinh khi. Không có thế, không phải nói chuyện bằng cái chuyện tầm thường được đâu. Bởi vì môn nhân đệ tử của nhà Phật gán lo tu hiền, lo cúng lại và lo tưởng tới niệm Phật bệnh tật tiêu tan. Từ bi hỷ xả, Phật ban phép lành, niệm Phật thoát khỏi tử sanh. Nương theo Phật quốc mà lời lành hằng nghe. Phải gán tùng theo trong cái chỗ đó mới có sống được. Còn mấy là không khi nào còn được hết. Dạ, thưa ông Hai, Đức Thầy, trong giảng xưa ông Hai nói là tà quái hạ quân gây ác chiến đó là ngụ ý là như thế nào vậy? Bên cái câu kinh đó là nói gì Phật Thầy Tây An nói. Bởi vì trong cái câu đó đó, thì cái câu chuyện đó coi như đã trôi qua rồi. Cái ý nghĩa trong câu kinh cũng nằm trong khuôn khổ của Phật mà chuyển lưng ngày hôm nay, chuyển lưng lại ngày hôm nay. Nhưng mà ngày hôm nay đã nói ra nó rõ ràng. Bởi vì cuộc đời nó không còn nữa, chứ không phải là còn xa xưa như ngày xưa. Bởi vì ông nói đâu, ông nói rõ ràng hết trơn trời, nói rõ rệt luôn, cho môn nhân đệ tử đều biết rõ ràng mà lo tu hiền. Chứ không có còn như thế. Phật Thầy Thái An cái câu kinh của ông đó có nhiều câu nghe rõ ràng, nhưng mà vật thần nhiều đó, cái ý nghĩa nó quá thâm sâu. Thành ra bởi vì cái chuyện tu hiền nó khó, chứ không phải dễ. Còn ngày hôm nay giáo chủ khai kinh ra, vì lòng từ ái chứa chan nhận thấy bát tánh đến hồi tai họa, vậy trần thế lấy câu trung bình đẳng, chẳng nói cao gì sắp lúc đời. Cái đời đây tới hậu long qua theo phong kinh điển để gì đó, thì mình nhận thấy nó kề sát bên rồi, nó không còn xa nữa. Bởi vì ông biểu mình tu kiếp kiếp, nếu không quá vậy, chừng đối đầu khó kiếm biên khùng, sau khi này cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt nó không còn. Ông nhắc đi nhắc lại ở trong câu kinh, nếu coi là gặp, coi là gặp. Bởi vì phải gán mà quay đầu thức tỉnh trở lại, cho nó kịp có hậu long qua có mặt với người ta. Long qua mà có mặt rồi ấy là hiền nhân đó, chứ không phải nói chuyện trần thường. Dạ, ông ai thầy nói là trường lập hậu thì già quá trẻ, là khắp mọi học, hoàn cầu đó chắc này hồn đó là sao vậy ông hai? Thì ở chỗ mà tới trường hội long qua mà hội xong rồi đàng hoàng đó, người già quá trẻ dân ơi. Rồi cái chỗ khắp hoàn cầu đổ xác thai hồn. Vì trong cái chỗ cái linh hồn đó đó, là như thể ổng mới khai kinh ra mà người tu hiền mà đã lớn tuổi đã mất. Nhưng mà cái hàng đó nó còn. Bởi vì cái hãnh diện nhất khắp hoàn cầu đổ xác thai hồn. Trên đài cao rọi các linh hồn, khắp hoàn cầu đổ xác thai hồn. Hội long qua chọn kẻ tu mi, mà người hiền đức đặng phò chân chúa. Người còn được xác thân ấy là đài ngọc các lân vừa kề đó. Cái người mà còn lại được rồi, người già quá trẻ dân ơi, ngày sau khi này mấy người đó rồi sống nằm bên quậy Phật hết rồi. Người già quá kìa. Còn khắp hoàn cầu đổ xác thay hồn mà trên đài cao gọi các linh hồn. Lỗ gì rồi đó, coi như cái phần xác đó. Cái phần xác đó còn không biết bao nhiêu. Nếu phần hồn mà có tu hiền rồi, cái phần xác cũng còn y chang trong chỗ đó. Rồi bực bề trên đó, mới định cho cái chỗ nhập vô cái xác đó mà để an hưởng trong cái hội long qua sau khi này. Bởi vì tất cả phải gán mà lo tu hiền. Đời bây giờ xét kỹ lại cái còn cái gì nữa, thấy gì chứ còn gì nữa. Đố ai biết đặng ngày mai rồi còn gì nữa mà không lo tu chứ. Của cải nhìn thấy gì đó, của duyên trần, của thế trần như mật dính dao. Kẻ tham ăn kê miệng liếm vào, chừng đứt lưỡi mới là hối hận. Đó là nói ngay chân cái người tham mà không biết gì chứ. Tham của tạm làm điều tàn nhẫn, nhắm mắt rồi đâu có mang theo. Tham tiền tài thường vướng nạn eo, tham sắc đẹp nhà tan cửa nát. Nó không có còn được. Bây giờ nó lè lẹt dữ lắm đó nghe. Nói gì trong mỗi chỗ, cái sắc đẹp này đó, khắp chúng sanh nó nằm ở trong chỗ đó, nó nhìn thấy là nhiều dữ lắm rồi đó.
Nói thẳng cho nghe. Bởi có câu kinh ông nói nè, trai trung liệt mới đáng trai hiền thảo, là sau khi này còn đó. Gái tiết trinh mới gái nam chào, sau khi này còn ở trong đất nước của Việt Nam mà dân quan của đất Việt. Bởi vì hai cái người đó bây giờ đó thấy nó lu bu dữ dằn luôn, chứ không phải thấy cái chuyện tầm thường. Bởi vì gán cái chuyện gì phải thật thà chân chất. Dạ, ông hai nói vụ núi cấm đó, ông hai thì có câu giảng thôi chưa đó mà 3 tiếng cho mà âm thanh. Dạ. Sau khi này đó thì cái chỗ âm thanh đó, dạ, thì tiếng nổ đó là nổ lộ đình vàng ra. Dạ. Bởi vì âm thanh 3 tiếng khói bay nguôi ngút. Dạ. Ông nói rành luôn nha. Tiệt âm dương chẳng chút còn gì. Nhìn mịt mù cha lại lạc con, chồng lạc vợ, núi non tiếng khóc, coi như tối đen thui hắt. Dạ. Không có ai thấy ai nữa hết. Nhưng mà tại sao buộc đùm lại mà không có dính với nhau được? Bây giờ cái tâm tánh đều khác, không có kề sát bên được. Cái đó là giờ chính ba tiếng không, đó là mong gì đỡ là làm cho mình hay trước hay sao? Không, cái đó là tới rồi, thời cơ đã đến rồi. Âm thanh ba tiếng khói bay nguôi ngút, tiệc âm dương chẳng chút còn gì. Nhìn mịt mù cha lại lạc con, chồng lạc vợ, núi non tiếng khóc. Khi mà có cái ánh sáng trở lại rồi đó, thì đổ nhật, đổ nguyệt, đổ phong. Yeah. Bằng ngày thì ông trời mọc, bằng đêm thì trăng mọc. Đổ nhật, đổ nguyệt, đổ phong, đổ năm, đổ tháng, đổ trong ngày giờ. Đổi cha lại đổi nhà thờ, đổi cồn, đổ bãi, đổi cờ, nam bang. Cái mặt đất đó đó là cái mặt đất của thượng cổ, yeah, để đào tạo ra trở lại, chứ không có còn cái mặt đất như ngày hôm nay nữa. Bởi vì cái việc gì nó cũng phải có phần thay đổi hết, nó không còn. Đệ tử của nhà Phật thì nghe được rồi, gán lo tu hiền. Với cảnh dương gian muôn thảm ngàn sầu, ngó dạng vật đài lầu chẳng có. Vì với cái cảnh khó nó kề sát bên, thấy đó rồi là mất đó đó, nó không có còn được tồn tại mãi mãi sát bên mình đâu mà mộng. Bởi vì gán lo, lo tu hiền. Dạ, trong giảng của xưa của Phật Thầy Thế An đó, nói là chừng nào hai lộ song song thì ông trở về đó là ngủ ý là sao chứ hả? Về hai lộ rồi đó hả? Hả? Nói chừng nào hai lộ song song thì ông trở về. Hai lộ hả? Dạ, lộ văn giáo với lộ dụ giáo văn gì đó, hai lộ nó giờ rồi đó. Thì ngày ấy đó thì ông nói chuyện gì? Nhưng mà giáo chủ có cái câu nói khác. Dạ. Chừng nào xấu nọ phục tùng bá gia mới biết người khùng là ai. Bởi vì sẽ thâu cho được con long ác nghiệt đó. Sau khi này ông nói cũng vậy. Còn cái lộ văn giáo giáo văn, sau khi này á, là nó coi như là thảm với sầu của chúng sanh mình, không có bút mực nào mà tả cho hết được hết. Muôn thảm ngàn sầu là gì? Qua liền năm nước trật đàn, qua lộ văn giáo máu tràn như sông. Đổi nhật, đổi nguyệt, đổi phong. Nó xê xích trong mỗi chỗ âm thanh ba tiếng luôn. Chứ không phải nói chuyện tầm thường. Bởi vì cái việc gì cũng vậy, mình phải nhớ từng câu đặng mà nói chuyện, và tùng theo cái câu kinh của Phật mà lo tu hiền, mới thoát được cái cảnh sau khi này. Chứ không mấy là không khi nào thoát được hết. Cũng như bà Thầy An chưa đó, ông Hai nói là cấm năm ông thẻ, không lẽ tù tào là sao chứ? Thì tấm có bốn ông thẻ hả? Yeah. Bốn ông thẻ. Nó còn ông nghe trung ương vậy đó. Thì cái chuyện đó đó mà tôi cũng không nghe được. Quay như bốn, yeah, ông thẻ đó, yeah, là cho biết rằng ngày sau khi này dân chúng ở trên trận tủa ra phải ngoài bốn cái dinh đó hết. Dạ, yeah. Có ai cho hai trước không vậy không ông Hai? Cũng có chứ, một vị thần để cho bốn hướng đều cho hết. Yeah. Cho biết trước hết trơn trời. Để ra khỏi đó rồi là sấm bắt đầu nổ. Rồi giờ gì đó mình ra không kịp còn sao không Hai? Ra không kịp thì phải nằm trong trận, phải nghe lời người ta mới được. Dạ, yeah, ghê ta. Cũng như thế mà nước đó là ở trên núi mà chảy xuống cũng có một vị thần để báo. Dạ. Yeah. Chứ không phải nói chuyện. Ngạc mình không tin thì thôi. Rồi bốn thẻ hết luôn. Ừ. Tới đá nó tràn tới bốn ông thẻ. Rồi tràn tới chân sao? Tràn gì sao đi được không Hai? Bởi vì đuổi dân ngay trên đó tủa ra. Yeah. Tủa ra cho khỏi trong cái chỗ đó đó.
đằng sau khi này cái tiếng âm thanh đó nó không có chỗ gì mà cản trở, cái tâm của chúng sanh cũng bình đẳng vậy thôi mà thoát khỏi được cái nạn, đó là cái duyên lành đã có. Còn hung sùng đó không nghe thì gán chịu, nó chỉ biết tị rồi cũng trong cái dòng đó, chúng sanh mình đâu có biết mà nói thời thì không tin. Bởi vì trong cái chỗ này đó, tới chừng mà nó thấy rồi đó thì đã muộn rồi. Đến năm tỷ sao khiến mình có vô là sao như hay? Bởi vì nổ rồi nó lộ đền vàng ra liền. Cái đền vàng nó nổ âm thanh 3 tiếng là nó lộ ra rồi. Tới chừng đó nó mới có vô. Dạ. Yeah. Nổ ra 3 tiếng là mình tu hết kịp không hay? Hết kịp. Bởi vì bây giờ nói mà không tin, mà không có tu, để đến chừng sấm nổ gian thinh e ba tánh ăn năn đã muộn, mà nước mình đã có vua rồi. Yeah. Đâu có còn xài cái người hung bạo nữa, muốn niệm Phật quay đầu trở lại cũng đã muộn, hết kịp luôn đó. Bực bực trên là không nhận. Yeah. Không có nhận được, bởi vì bây giờ nó nghe thì phải tin theo trong câu kinh đi, lời của Phật nói chuyện, cái chuyện thoáng qua rồi không có câu nói nào mà bà lại bỏ chân trời, phải gán nghe. Mà từ đây mãi trở về sau cũng phải tùng theo cái ý nghĩa, tầm cái ý nghĩa mà lo tu hiền, mà lo niệm Phật mới có thác thật. Bởi vì bậc bề trên có câu nói, đời đã ngó thấy rồi, trong cái cuộc đời đã ngó thấy rõ ràng là không tu là bởi chẳng ưa, cho nước sâu mà bị gào thưa, dân đông đảo lời truyền chẳng xiết. Nên ta tạm mượn cây ngồi viết với sát trần du thiết ít thần. Ai nói chia ta cũng chẳng màng. Sao mà biết đặng ai phàm ai thắng. Bởi vì cái việc gì cũng phải gắng lo tu hiền. Chứ không có nói lừa đảo này kia nọ mắc công lắm. Ngày hôm nay nói rõ. Tiền bạc bạc vàng, muốn thu cho lắm lại càng khổ thân. Rồi khi tách biệt duyên trần cũng hai bàn tay trắng chứ giữ phần nào đâu. Chi bằng thức tỉnh hoài đầu, kịp kỳ long hội cùng nhau thanh nhàn. Mau mau nhẹ bước xuống thoàn, đò chiều chiến chót rước toàn chân tu. Cái ngày cuối cùng rồi chỉ có cái chỗ tu hiền niệm Phật còn thôi. Chứ ngoài ra không có chỗ nào còn được hết. Bởi vì phải lấy chỗ chân chất thật thà mà lo tu hiền, lo niệm Phật. Chứ của cải vật chất tới chừng đó đó phủi tay không. Thì câu nói ai khung cất trại ai dạy cất nhà, mà câu nói này trong điểm trước chính nè, coi như cái tiếng niệm Phật và tu hiền đó không có chỗ nào qua được. Trong một nước nhân tài hữu dụng, trong đất nước không có phụ mấy người đó. Trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên. Nhắm có ai bằng cái chữ tu hiền niệm Phật không? Cái hàng đó vậy chứ không có còn. Thấy vậy chứ cũng không còn, cũng chết. Nếu không tu là cũng phải bỏ ra đi thôi. Của cải bao nhiêu, vật chất bao nhiêu cũng phải ra đi. Chỉ có tiếng niệm Phật còn. Nó quan trọng quá nhiêu đó thôi. Chứ không có thứ hai mà Đức Thầy nói là mai sau nhiều cuộc đất cài đua nhau chạy lầu đài. Đua nhau thì tới cái chỗ đó đó. Đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa. Lập rồi cái hội long hoa, coi đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Là coi như chọn rồi đó, người già quá trẻ đó. Xong hết trơn trời, người già quá trẻ dân ơi. Rồi sẽ là trên đài cao loại các linh hồn. Đặng mà cái phần đó cho an hưởng trở lại luôn, là sống trong đất nước, người dân của đất nước Việt Nam, hay là nằm trong một khuôn khổ thánh tiên, đó là cái duyên lành, cái tiền kiếp đã có. Thật không có phụ người hiền. Bởi vì tất cả phải gắng mà lo. Dạ, thưa ông hai, như thầy nói là cù lo chụp trước làm đầu, Mã Long ứng hiện ra chầu Quan Thiên, đó là mình ở đó là quyết. Thầy nói cù lao nào vậy ông hai? Thì cù lao chỉnh đó. Cù lao sụp trước làm đầu. Cái chỗ vừa đây mình ngó thấy, đây là cái chỗ báo hiệu cho biết sắp bắt đầu. Dạ, ghê rồi. Còn sụp một cái ở tại chỗ cái
cái phủ thờ chính ở trên Tây An mà giờ mình thấy tới mặt Dương đó. Dạ. Đứng đó mà giờ mình thấy tới mặt Dương chứ không phải nói chuyện thường. Còn sụp nữa, đây là thông báo này cho biết đó, là cho môn nhân đệ tử để biết bắt đầu. Cái chuyện gì ông cũng cho mình biết trước hết trơn, bắt đầu không khi nào. Bởi vì tất cả cái việc gì cũng vậy, cũng phải tùng theo cái câu kinh mà lo tu hiền niệm Phật mới có còn được gì thôi. Ngày sau khi này đó, cả thế giới nó muôn loài vạn vật, Phật tiên thánh muôn loài vạn vật cũng ở trong quả đất dựng gầy. Phi thăng nhẹ tách đường mây, trầm lưng quan nghiệt, càng gây thêm hoài gì. Phải tùng theo tại sao hưởng thụ cũng y chang chúng sanh mà ta đắc quả Phật và thánh tiên. Còn mình tại sao chịu đựng đây hoài quý? Bị gì say mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh một phần nhiều lại gây nghiệp quả không à. Làm sao thoát khỏi được? Ngày sau khi này nếu mà thoát không được, ở trong cái trận này đó, phải chịu chuyển lưng muôn vật các loài, chuyển lưng lên xuống hoài quỷ mà tới 10.000 năm. Yeah. Biết bao nhiêu không? Chuyển lưng trong muôn vật các loài căn mờ ám làm điều dại dột, thấy chúng sanh mê nên đem pháp thiết. Giải thoát rồi pháp bất khả dùng. Giải thoát rồi là bất khả dùng. Lời ông nói nghe rõ ràng. Còn ở chuyện mà muốn cho còn lại được thì chỉ có con với cháu mà cúng lại hàng ngày mới có còn, mới có cứu được cái vong linh của ông bà cha mẹ. Chứ ngoài ra không có gì mà được hết đó. Đó là lời nói của câu kinh đó. Dạ, thứ ông hai, thầy nói là kỳ xả tội nay còn một lúc. À, sao chẳng tu lại có hướng nhờ mình xả tội như thế nào vậy hay? Kỳ xả tội đó hả? Dạ. Hồi ổng khai kinh ra tất nhiên là ổng xả tội đó. Dạ. Ổng khai kinh ra là ổng xả tội liền. Dạ. Kỳ xả tội nay còn một lúc. Sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ? Gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiển giống chi hưởng nấy. Cái địa ngục cũng tại nơi tâm làm quấy, mà vì thiên đàng cũng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm dù quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Ngày hôm nay đó xả tội rồi, trơn trọi rồi đó, mà tại sao chúng sanh còn mang cái chứng bệnh nghiệp chướng? Yeah. Người mang bệnh này bệnh nọ, bệnh này bệnh nọ, đó là do cái tâm của người để đào tạo ra căn bệnh cho mình. Chứ xả tội đâu có còn tội nữa. Mà tại sao đau lại lạ lùng vậy? Yeah, đau những tiếng gì khó kể, khó kể luôn. Bởi vì sắp từ nay lao khổ đến cùng, kẻ dương gian khó nổ thung dung. Mà người tu niệm sống đời thượng cổ, dạch rú ra cho nó gành rẽ luôn. Mà không ai để tùng theo chân cả. Thì làm sao đây nè? Bởi vì ông dòm thấy ông buồn mà nước mắt ông chảy. Chứ không phải nói chuyện. Mới khai kinh, đặng dạy chúng sanh, mong cho môn nhân đệ tử phải coi kinh, mà tầm cái ý nghĩa câu kinh, đặng hành theo kinh mới có thoát khỏi được. Bởi vì mình không biết chứ coi kinh nhiều kẻ đọc, kệ kinh nhiều kẻ đọc suông mà lý kinh không hiểu như luồng gió qua. Cái hàng đó tàn là lè mắt con người thôi, chứ không có lè mắt người được. Bởi vì trong cái chuyện gì coi kinh, chứ tâm không bình, tánh không tịnh, thành ra cái ánh sáng của trong câu kinh không có thấu hiểu được cái ý nghĩa. Dạ, thưa tâm. Thầy, như Đức Thầy có để là cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển trước hà tiên linh hiển cơ quan, là ý nói là năm thìn là vận chuyển là trước hà tiên linh hiển cơ quan là nhân sanh hay một đàn đó, hết thìn lập nhân hoàng hội ra đó là sao chứ không? Vì trong cái chỗ đó đó, coi như cái cuộc này là cái cuộc cưng mà giữ táo bào luôn. Cuối năm thìn sẽ lo dựng chuyển hết thìn tới tỷ liền. Yeah. Sứ hà tiên linh hiển cơ quan, chúng sanh phải hiệp một đàn. Rồi sao nữa quên tập hết, hết thìn rồi lập nhân hoàng hội ra. Yeah. Ừ. Bởi vì trong cái chỗ này, cái câu kinh đó không đó mà nghe được rồi gán mà quay đầu đó. Yeah.
theo đúng là ngồi không mà niệm Phật đó. Bởi vì thình này đã tới rồi nè. Nhưng mà đố ai biết đặng ngày mai, bị gì chưa thấy nói thời không tin, tới chừng thấy rồi ăn năn chẳng kịp. Thở nào thấy rồi mới niệm Phật, Phật nào cứu kịp làm người ác gian. Bởi vì tất cả phải nghe được mà gắng lo tu hiền. Lập nhân hoàng hậu ra lúc đó của người sơ sát hết trơn, không có còn gì hết. Tôi còn kịp không gì không hay? Cái chỗ đó coi như là mình lo, mình sợ mà niệm Phật thôi. Sao kịp không gì không biết. Bởi vì cái chuyện gì ông cũng cho biết trước rồi, chứ không phải nói chuyện. Coi như rủ, coi như mà hè với nhau mà đi đó. Khắp thế giới cửa nhà tan nát. Cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Bởi vì trong cái chuộng này đó, khắp lê thứ biến di thương hại, dùng phép màu lập lời thiện quan. Cái chuyện thiên cơ ông đã khai kinh, ông nói hết trơn rồi. Chuyện thiên cơ cùng tỏ hết trơn. Cho môn nhân đệ tử đều thấu hiểu rõ, mà lo tu hiền niệm Phật. Thấy nói chuyện gì cho tùng theo đi ngang mới còn đó, chứ không mà nghe rồi đó, ngày sau này đừng có trách than những tội lỗi của mình tạo lấy đó nghe. Đó là lời nói rõ ràng, gắn. Cỡ nào cũng vậy, bước đường đi làm ăn bây giờ ung dung tự tại, chưa thấy gì đi làm ăn thì cứ việc đi, chân chất thật thà. Lấy cái tâm người mà đối diện lại với đời. Bởi vì cái chữ tu hiền này đó, thấu hiểu được rồi, có giúp cho kẻ khó mới nhầm. Đến lạng ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bử. Chẳng làm phước để làm hung dữ, rồi vào chùa lâm nạn, rồi vào chùa lại Phật mà trừ. Đem đồ đạc lại cúng kiến, nào là tiền tài vật chất, đem lại đó cúng rằng Phật đâu có nhận được cái phần đó. Dạ, đó được không? Không, hay không đó. Được. Dạ. Rồi vào chùa lại Phật mà trừ, Phật Tây Phương có lẽ hiểu dư, đâu có túng thiếu. Thở nay thiên biến dạng quá, cuộc y thực đã muốn chi đủ thứ, y là mặt thực là ăn. Không được sao mà sao thấy người ta lại cầu quá, tàn cầu người ta cũng giàu quá. Đó là tâm của người. Dạ. Tâm của người. Chứ Phật đâu có dụng. Dạ. Đó là lời nói thẳng. Nhưng mà có lòng cúng Phật, Phật chứng chứ chẳng có ăn. Trước thì cúng Phật, sau các sải tăng hầu tàng. Thì cúng Phật thì Phật chứng. Chứ sự thật rằng tại mình gây nạn rồi mình mới đi tới đó. Yeah. Mà Phật từ bi độ tử độ sanh, ông nó nói rõ ràng là độ kẻ hiền lương nhân ái mà. Ông nhận trong chỗ đó mà trị tội mình là có thần có thánh để trị. Bây giờ sai tư tướng xuống răng trần thế nè. Nội năm vị thần ở tại sở tại chỗ nào cũng đều có năm vị thần hết. Đất đây thần hoàng bổn cảnh, ông thổ địa, ông thổ táo, ông thần tài. Mấy ông đó là biên chép. Đêm năm canh ngày sáu khắc có năm gì đó đó, để từng giảng đông tây nam bắc, không có thoát được đâu nha. Chứ không phải nói chuyện. Cái đó là mình cúng theo đúng là đó, cái số tiền vàng đó đó, ô tiền bạc mà này kia nọ đó. Thấy mấy người ngồi mà đi xin già cả, rồi đi xin ở dọc đường ngồi đó, theo ban cho mấy người đó là phải đó. Với Phật đâu có túng thiếu. Còn mấy ông ở trong chùa tôi cũng mang cái bụng kỳ phì không? Như đại kia giúp cho cái đói mới nhầm. Thì giúp cho kẻ đói mới nhầm. Thì đến lạng ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bử. Chẳng làm phước để làm hung dữ, làm hung dữ gặp nạn rồi cái đem đồ đạc lại cúng Phật. Phật nào đổ được. Đứng thần binh công bình trực dạ, không có ăn của quả mà làm mai rồi. Một vị thần mà liêm chính rồi, không có ăn của quả làm mai là được. Bởi vì phép thần đã có. Còn Phật thì thiên biến dạng quá. Muốn ăn cái gì xè tay ra là có rồi. Còn muốn mặc bộ đồ màu gì xè tay ra là có liền. Chữ y là mặc, chữ thực là ăn. Cuộc y thực muốn chi đủ thứ. Tại mình không biết chứ. Trong câu kinh dạy chân chùi, không có chuyện gì hết. Dạ ông hai. Có như đi tới luôn. Rồi. Đi tới luôn. Đây nè. Mèo đã hết rồng bay dơ dẫn, khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau. Nó nghịch lẫn rồi một cái đó, không khi nào yên được. Tới chừng ngó thấy rồi mặt nước biển lao nhau lặn hợp. Chim ở trên đua bay, cá lại tranh mồi.
ngọn thủy kiều nô nước sụt sôi, nước biển mà còn sôi hết cả biển luôn. Rồi ha, cái đó là sao vậy ông hai? Dễ ợt nè. Sao mà tính sôi không hai? Tự nhiên bơm dội. Bơm dội sôi hả? Rồi không hả? Biết bao nhiêu nước. Yeah. Không biết bao nhiêu. Trên đó thì chim đua bay, máy bay không biết bao nhiêu nước nữa. Chim đua bay là máy bay chứ ha. Chim đua bay. Còn dưới nước, ở dưới thì cá lại tranh mồi. Yeah. Ngọn thủy kiều nô nước sụt thôi, đầu trái đất một phen lưng kiển, nó cúng kính luôn. Tới luôn không hả? Tới luôn. Yeah. Không còn nữa. Bởi vì trong cái cuộc đời nó đã hết rồi. Yeah. Đời nó đã hết, bây giờ coi như đã hết rõ ràng luôn, chứ không có chinh chinh xế xế nha. Yeah. Bởi vì gán lo tu hiền. Trời quá buổi chinh chinh chừa xế, chờ ít lâu cũng lặn về Tây. Bây giờ nó tới rồi chứ không còn chinh nữa. Yeah. Chờ ít lâu cũng lặn về Tây, lúc quỳnh hôn đèn chí xoay đầy, tìm nẻo thẳng đi về cực lạc. Sư không có lấy trong chỗ màu được. Tâm cỡ mà ngang cỡ nào mà cũng phải tưởng tới Phật. Bởi vì niệm Phật bệnh tật tiêu tan, từ bi hỷ xả Phật ban phép lành. Niệm Phật thoát khỏi tử sanh, nương theo Phật quốc lời lành hằng nghe. Phải tùng theo trong cái chỗ câu kinh của ông mà lo tu hiền mới có thoát được, chứ không mấy là không khi nào thoát được. Hay là trời quá buổi chinh chinh vừa xế, chờ ít lâu cũng lặn về Tây, lúc quỳnh hôn đèn chí soi đầy, cũng tìm nẻo thẳng đi về cực lạc. Phải đi thẳng con đường đó, niệm Phật về gắn chân chất mà ngang đi, rồi bực bì trên độ cho mình gian sự bình yên. Thấy rằng nó có ít mà nó còn, nó không có chuyện gì xảy tới cho mình nữa. Ngồi nằm ngủ bằng đêm, không nhức, không nhối, không bình, không hoạt. Yeah. Không ngày nào đó. Đó là cái tâm chân, là cái tâm của Phật. Bởi ngày hôm nay nói rõ ràng, ốm đau cũng tại căn tiền hoặc hiện kiếp làm điều bạo ác. Bởi căn bệnh của chúng sanh ngày hôm nay đủ thứ bệnh hết. Bởi mỗi người tính cái này, 100 người 10 ý. 100 người đó không biết bao nhiêu ý nữa. Dạ, bệnh nghèo không không? Bệnh dữ không à, do nó cái tâm mình để đào tạo ra căn bệnh cho mình. Nhất là cái điểm mà 2019 đó, đợt nó dậy lên quá dậy rồi. Thì nói vậy đó. Người ta nói đừng có nói tới. Yeah. Bây giờ coi như là mình đã thấy rõ ràng rồi. Tất cả môn nhân đệ tử của Phật nghe được rồi, ráng lo tu hiền đó nghe. Yeah. Bây giờ nói câu nói lặp lại, không có còn không có còn cái gì nữa hết. Nó đã tới rồi chứ không phải nói quá buổi. Cái chữ quá buổi nó còn được đôi chút. Bây giờ quá buổi cũng như thế, ông xế qua và ông gần lặng thôi. Mà bây giờ nó hết lặng rồi, lặng rồi còn chứ không còn xế nữa. Dạ, hôm nay cũng như Đức Thầy có nói là một đoạn đó không hay? Nó là lao sao bể bắt non tằng quân nguyên tham báo xa gần cũng qua. Đó là ngụ ý Đức Thầy nói làm sao? Lao sao bể bắt non tằng quân phiên tham báo xa gần cũng qua. Cái câu đó cũng đi liền. Bởi vì trong cái việc gì cũng vậy, đó là ở trên trển nó hội nhau. Yeah. Nó hội hợp, nó tính. Bởi vì có câu nói qua liền năm nước trật đàn đó. Coi như cái đền vàng nó lộ rồi, dân chúng mình không có yên được. Yeah. Tôi nói 18 nước chư hầu mà nó qua nó cấu xé nhau cũng vì cái đền vàng đó. Yeah. Chứ không phải lộ ra mà yên được đâu. Có ai đi trống không biết đền vàng đúng không? Người ta biết hết trơn. Trong 18 nước gần đều, nước nào cũng đều biết hết. Chứ không phải nói gì đó. Mà đây đền vàng nó lộ ra rồi nó chói lên, nó chiếu hồ quang hết trơn. Rõ là vàng nó mới già. Giống như lời thầy nói là mà rừng lâm cây đá thấy ngày nay đó. Thì rừng lâm cây đá thấy ngày nay đó. Ruột năm non có cát đài, chờ đợi con hiền noi tục cổ, đến thời thiên định liễu hòa mai. Mình phải tùng theo cái câu kinh đó là tục cổ. Tới thời cơ rồi đó thì cũng hợp mặt không. Bây giờ kẻ sở người tài hiền lương đến hội cũng kề với nhau đó. Hỏi gì rồi? Bởi vì có ra có nói hồi nãy lập rồi rồi đó. Vợ chồng con cháu buộc đùm. Yeah. Ngủ mê một giấc mà đứt đùm không hay. Bởi vì nó tối trời tối đất mê man trên trời mà đâu có ai gỡ.
có mấy ngày đâu mà giữ gì không hay? Coi như trong chỗ đó để không có phân biệt mấy ngày, nhưng dạ, mà ông cho biết rồi nói 7 ngày 8 ngày ổng nói vậy đó thôi chứ không có nói mấy ngày. Thất nhật đi mê là nói gì, thất nhật là 7 ngày. Thì trong cái ý đó là cái ý nghĩa. Thì nói vậy đó. Tới chừng mà giật mình thức dậy rồi thôi mất tiêu chân, bởi vì cái tâm tánh đều khác hết trơn. Chỉ có còn người thiệt, người còn ở lại thôi. Dạ, thứ hai. Thì Đức Thầy cũng nói là nữ nam muốn rõ âm hao, ráng cho đức hạnh ngày xa sẽ tường. Là như thế nào thì không hay? Cái đức hạnh nó nhiều lắm. Bởi vì trong mọi chỗ gì cũng vậy, trai nhỏ tuổi phải kính thành trưởng lão, phải nghĩ tới ông bà cha mẹ, gái bé thơ kính trọng tuổi già. Thì có chuyện gì cũng vậy, cũng có cái chỗ ý nghĩa. Bây giờ tàn là cãi cha mẹ, không đi ra đường lè lẹt này kia nọ. Nó ăn mặc bây giờ đó, nó bỏ hết cái gương xưa. Bởi có câu nói nghiệp tổ tiên con cháu dày bừa, theo lối mới lăn làng theo sở dục. Nước văn minh chê đồ ấy nực, rồi còn mãi trao chia xác thịt thanh bay. Nó lu bu vậy lắm. Cái đời này bị giữ con người tàn là say mê vật dục không? Nó dữ dằn luôn. Không có còn gì bút mực nào nói. Như trong kiếm giảng thầy có để đó ông hai, thầy nói là Bắc Nam chờ đợi cuối thìn sẽ lo vận chuyển thìn khách tha. Nhiều người nói là năm thìn này thầy về rồi lập nhân hoàng gì đó, có gì không hay? Không phải đâu. Cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển. Cái vận chuyển này đó là vì cái quả nói vừa qua rồi đó. Trên đua bay cá lại tranh màu, vận chuyển là hợp với nhau đi đó. Bởi vì có câu nói hiện diện ngày nay nói ra rồi nó cười, nó cho mình nói túng. Ai khung cất chạy là ai dạy cất nhà. Sau khi này nó hợp nhau đi, cả trăm người nó có bè, có lũ, bị nó banh chành té bẻ chân trời, còn đâu nữa mà ăn nữa. Dạ, đi khi nào đó thầy mới trở về không hay? Khi nào? Thì ông trở về đó, chừng nào ông thâu được con lông ác nghiệt đó. Ngày đó ông trở về luôn. Ông thâu con lông ác nghiệt. Bị dù con lông ác nghiệt này nó quan trọng dữ lắm. Tới năm nước nè, mà hồi phục nó không được. Tới đường cùng rồi đó, mới đặt cái bàn hương án giữa trời, mới cầu xin ơn trên. Mười bảy nước vô đâu mà. Nhiều nước lắm, đây là mình nói tổng kết đi. Mới cầu xin ơn trên. Bây giờ dưới trần thì có con đó nó hại dân chúng quá chèn quá đét rồi. Mà chúng tôi được mấy nước mà lại thâu nó không được. Làm không lợi ha. Làm không lợi nó. Thì nhờ ơn trên có biết được cái chuyện gì mà thâu nó được không, thì nhờ ơn trên để đi xuống đây để thâu bắt nó giùm cái. Thì nói vậy đó. Thì ông ở trên ông hạ xuống liền. À, lúc mà đất hài dài cũng nhộn nhịp dữ lắm hả ông hai? Tôi nói người ta nó lao nhau trên mé không biết bao nhiêu nữa mà. Ở trên bờ đó, nó dữ lắm. Thầy về rồi thầy có đi không hả? Mấy là nữa không hai? Thì ông về rồi ông thâu được con lông ác nghiệt đó rồi, thì mấy nước đó đều bái phục ông. Dạ. Về đi một hai lần gì đó trong mấy ngày đó, thầy về nữa đó có không ông hai? Thì sau khi này đó, ông trở lại kề sát bên chúng sanh luôn. Cứu bệnh gì đó, nói gì đó. Không có. Sau khi này cứu bệnh đó, là vì cái chỗ mà cũng đi đó, cũng đi bệnh hoạn này kia nó cũng tản lạc. Thì bệnh rồi sau khi này nói mấy cái lưu nước này kia nọ mà lưu vú đó. Ông đứng phát gì không mà chúng đâu hết đó, chúng đâu hết đó, mà còn thiếu, còn thiếu trước, nước. Trước thông lòng hay sao thông lòng vậy? Cây đó nó nằm kề sát bên đó. Sát luôn ha. Nằm kề sát. Về, ha. Là kiểu như trong mẫu chuyện bên đó thầy đó là chắc lúc chết nhiều lắm thầy mới về đúng không? Chết nhiều lắm. Đau chết. Tao nói lớp này, lớp nọ, lớp này, lớp nọ, không biết cái mẫu chuyện mà xuống cho chúng sanh. Nó vậy đó. Chứ không phải nói chuyện tầm thường. Bởi vì chỉ có tiếng niệm Phật thôi. Tan đi nghiệp chúng. Chỉ có tiếng niệm Phật thôi. Mà nhớ nghe, phải tầm cái ý nghĩa trong cái tiếng niệm Phật. Mình hiền hiền chứ còn không có thấu được cái ý nghĩa, nó cũng hổng hay không. Dạ, cũng như Đức Thầy nói là ao sen báo đây phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm là sao? Niệm Phật chí tâm là gì? Phải thấu hiểu được cái ý nghĩa trong cái tiếng niệm Phật. Niệm Phật chí tâm mà mình hiểu được cái ý nghĩa, cái gì cũng phủi bỏ hết trơn.
cái tiếng niệm Phật mà còn lấy cái tâm phàm của chúng sanh còn, nó còn dính trong trọng rồi, nói gì cho khó lắm. Bởi vì nó không có sạch sẽ. Mà nam chỉ về tâm phải tịnh thanh đó, chữ thanh là trong sạch. Thôi giờ tôi nhắc nhở lại cho đồng đạo được biết, coi cái cảnh khó vừa qua rồi thì đã ngó thấy hết rồi, bây giờ là năm thìn đã đến đó, thì đã nhắc nhở hết trơn rồi, trời rồi, mẹo đã hết, rồng bay dơ dẫn khắp hoàn cầu, nghịch lẫn cùng nhau. Nói gì trong cái chỗ nghịch lẫn này đã bút mực tả không có hết được. Bởi vì tất cả môn nhân đệ tử của nhà Phật phải gắng mà lo tu hiền, lo niệm Phật mà cúng lại. Bởi vì Phật thì độ cái người hiền không, chứ không có độ người hung được. Bởi vì cái năm thìn này đó là từ đây sắp đến thảm thê, con lìa cha mẹ mà vợ kia xa chồng, đến chừng tới việc ngóng trông trách rằng trời Phật cho không lòng từ bi. Cái năm thìn này lớp nào đau chết, bệnh hoạn đủ thứ cái căn bệnh, lớp nào việc này việc nọ nó xảy đến cho chúng sanh và môn nhân đệ tử của nhà Phật dữ dằn lắm. Ai mà gán lo tu hiền niệm Phật là mới có thoát khỏi. Bây giờ lời Phật nói niệm Phật bệnh tật tiêu tan, từ bi hỷ xả Phật ban phép lành. Phải gán mà lo trong chỗ đó, mà niệm Phật đặng sát đi trong cái cảnh khó ở trong bản thân của chúng sanh. Chứ không có tùng theo rồi thì ngày sau khi này đừng có trách than những tội lỗi của mình đã tạo lấy đó nha. Bởi vì gán lo tu hiền, lo niệm Phật đi, là mẹo đã hết, rồng bay dơ dẫn khắp hoàn cầu, nghịch lẫn cùng nhau. Cái chỗ đó là cái chỗ nằm trong đất nước mà yêu cầu mong nhân đệ tử của nhà Phật gán lo tu hiền, lo niệm Phật, đặng cho dơ đi trong cảnh khó trong đất nước Việt Nam mình phần nào. Chứ không mấy bệnh hoạn này kia ốm đau khó chịu dữ lắm, mà lại chết chóc. Cái cảnh khó của chúng sanh và môn nhân đệ tử của nhà Phật, nếu hiểu được cái ý nghĩa được rồi, gán tùng theo đó mà lo tu hiền, lo niệm Phật cho thoát đi trong cảnh khó sau khi này, chứ không mấy là không khi nào thoát được. Dạ ông Hai, cũng như trong cái giảng của ông Ba đó, ông Hai thầy, ông Ba nói là cả dầu trong lỏng cửa trời, hiền lương khó đến là đổ dời người hung, khó đến là đổ dời hiền lương. Đó là làm sao vậy? Thì ngày sau khi này đó, chỉ có người hiền mà ngự ở tại đó thôi, còn bao nhiêu kẻ hung đó thì nó khác hẳn hết trơn rồi. Cũng như thể cái việc công năm quay kèo ngày đó rồi ổng hả họng ra rồi, chúng sanh đâu có biết được. Mà có vị thần ở tại đó, đi ngay cái miệng của ổng mà cái người tu hiền rồi người ta không có cho đi, nó không, ông không có đi xuống con đường này được nghe, chỉ ông đi con đường kia kìa, chứ ông không có đi đường này, đường này để người ta đi. Còn bằng ông mà đi con đường khác á, bởi vì cái việc gì cũng vậy, người ta nhìn người ta biết hết trơn, trời người hiền người hung gì người ta biết hết. Bởi một vị thần là cái vị đứng thần minh, đã nhìn mà biết tới cái tâm của người mình luôn đó, chứ đừng có nói chuyện, mình chưa nói chuyện mà người ta đã biết rồi, chứ không phải là nói cái chuyện tầm thường được. Bởi việc gì vậy, cái tâm của người mình đó mà ngay thẳng rồi là đi ra đường là ta nhìn thấy người ta biết chân, hở ra một câu một lần ta biết. Dạ, những cái hiện tượng mà trên núi rồi khô với những chỗ khác khô, nước dưng vậy, là những hiện tượng đó là để cho cảnh báo mình hả sao không hay? Thì để cho cảnh báo môn nhân đệ tử của nhà Phật đó cho biết rằng cái cảnh khó nó đã đến nữa rồi đó. Dạ. Cái cảnh âm thinh hay là sấm nổ coi như đã đến đó. Bởi vì trong cái việc gì cũng vậy, bực bề trên vì lòng từ ái chứa trang, thương xót môn nhân đệ tử dữ dằn lắm. Cái cảnh khó là ông báo trước hết trơn trời, đặng gắng mà lo niệm Phật mới có còn được. Còn thấy cái chuyện đó mà chưa thấy đó, tới chừng ngó thấy rồi ăn năn chẳng kịp đó nha. Bởi vì tu kiếp kiếp, tu phải tu kiếp kiếp, chứ không phải nói chuyện thấy vậy đó mà trôi qua là không được đâu. Dạ, ông Hai hôm nay nhiêu tuổi rồi ông Hai? Hôm nay 75 tuổi rồi. Dạ, hồi nào giờ ông có thấy cái vụ mà tình trạng mà nước bây giờ nó giật khô vậy không Hai? Hồi nào tới giờ chưa có thấy trong cái chỗ không có bão lụt mà lại nước dưng. Hồi nào tới giờ chưa thấy trong chỗ đó, mà bây giờ nó có chỗ lạ lùng như vậy. Còn nhiều cái chỗ nước mênh mông mà bây giờ khô cạn luôn. Mà là hồi đó giờ mới biết luôn ha. Hồi đó tới giờ mới có thấy đó.
Bởi vì trong cái chỗ này là bực bì trên để báo tin cho môn nhân đệ tử của Phật để biết, mà gắng lo tu hiền sau khi này mới còn được, chứ còn không mấy là không khi nào còn được hết. Bởi vì trong cái cuộc biến chuyển đố ai biết đặng ngày mai, đừng có thấy không có gì mà không tu nghe không được. Bữa nay yên tĩnh mà ngày mai thảm sầu, từ ngày gặp cảnh buồn rầu cho người tàn bạo mà cứng đầu khinh khi, tới chừng ngó thấy rồi ăn năn chẳng kịp khó bề tính toán. Hay em gì cho tới là nó tới nữa, tới là tới tới không hay. Ngày nay biết được rồi sớm đến Phật đàn tu cầu chư Phật cứu an linh hồn, bởi vì gán chứ không có khó nói mà dừng lại được nữa. Cái việc gì cũng vậy, tất cả nghe được rồi đó thì tâm bình tánh tịnh mà suy nghĩ lại trong bước đường đi tới. Ngày hôm nay theo cái chỗ mà có được, hỏi gì chứ hưởng thụ được bao lâu, bị gì hạ mơn nó đã hết đời rồi, không còn. Bởi vì Phật mới dụng thuốc môn nhân đệ tử tu kiếp kiếp, chứ không phải mà cái chuyện tu mà như ngày xưa được, phải tu kiếp kiếp. Dạ, như thầy nói là giờ sang như nước trên nguồn gặp cơn mưa lớn thì gặp cơn mưa lớn ông tu một giờ đó là sao không? Thấy như vậy đó mà không còn. Bởi vì trong bữa nay gì ngày mai khác rồi, bởi vì cuộc biến chuyển đố ai biết được ngày mai. Thấy vậy trong dông ông bảo ầm bị sập nhà sập cửa, biết bao nhiêu cái chỗ như nước ngoài này kia nọ, mình đã có thấy đất nước Việt Nam mình ở nước vùng ngoài cũng có luôn. Dông bảo cuốn trôi, lũ lụt cuốn trôi. Năm thành này có vậy không ông hai? Thì mới có bước qua thôi thì cũng đã dán màn mình có thấy rồi đó. Cho mà hay vậy đó. Không khi nào yên được đâu mà mong. Tao nói từ đây sắp đến thảm thế. Chứ không phải nói chuyện ta tầm thường được. Bởi vì gán cái chuyện gì cũng phải lo tu hiền, lo niệm Phật đi. Là còn vậy. Chứ còn cái năm thìn này, bởi vì ổng mới bước qua nè, đây nè, thấy vậy chứ còn lọt qua tháng 2 cảnh khó của chúng sanh đã có. Nắng hạn hay không hay? Nắng hạn đau chết luôn. Ghê tài. Đau chết dữ dằn. Chứ không phải nói chuyện. Bởi vì cái việc đời mình đã ngó thấy rõ ràng trong cảnh khó rồi. Bởi vì gắng lo tu. Trời ơi, hỏi ông hai câu cuối ha. Đang mình kết thúc được tại hôm nay. Như thầy nói là còn một cục chiếu manh dình xé. Là cuộc chiếu manh là giành xé là như thế nào vậy? Còn một cuộc chiếu manh giành xé khắp hoàn cầu ó ré một nơi. Bởi vì trong cái cuộc chiếu manh mà giành xé rồi, chúng sanh môn nhân đệ tử của Phật có khi nào yên được? Cái cảnh khó nhìn đã không có thấy. Còn như cái tai nạn của chúng sanh và của nhà Phật là không khi nào yên được chân trời. Bởi vì cái cuộc chiếu manh mà giành xé coi như khắp hoàn cầu đều xào xáo chân trời, không khi nào yên. Bởi vì cái tượng trưng trong cái chỗ chiếu manh khắp cả hoàn cầu ó ré một nơi, coi như nó khổ không có bút mực nào tả, chưa có hết cái này tới khác, chưa hết cái khác tới cái khác. Nó tới nó dồn dập hoài quỷ chứ không phải nói chuyện thường. Rồi khắp thế giới bây giờ hiện diện, bây giờ cho chứng từ rõ ràng là khắp thế giới cửa nhà tan nát nè. Cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt lập đời trở lại. Mình trung đông mà nó hỏi vậy chứ đệ tử của nhà Phật có thể yên không? Phải chỉ có tiếng niệm Phật mới có còn được thôi. Chứ ngoài ra rồi không khi nào yên mà yên được hết. Bởi vì tất cả thấu hiểu được kinh rồi, phải nghe kinh mà tùng theo kinh mà lo tu hiền mới có thoát khỏi được trong cái cảnh khó bệnh hoạn sau khi này. Tất cả cái việc gì cũng gì phải gắng lo mới có thoát khỏi được. Phật có câu nói lớp đau chết kể thôi vô số. Thêm tà ma yêu quái chật đường, chốn hồng trần nhiều cảnh thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Thôi cái phần của tôi tới đây
coi như đã hết giảng kinh. Ai nghe được biết sửa tâm linh mới màu. Nam mô lòng sở nguyện cầu, chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan. Nam mô A Di Đà Phật. Ừ. Hôm nay đã sẵn rồi, ông đi đẳng rồi, đi ra đi.